Còn chị? Con đỡ Đồng Xoài Bình Phước thưa cha. Con 51 tuổi mà con người ngoại đạo. Chúng ta cho một tráng tay hoan hô một người ngoại đạo ở Đồng Xoài Bình Phước. 51 tuổi, chị được ơn gì của Chúa, chị ngoại đạo? Con được ơn tuổi chưa là như con là bình đạo vô từ là nhất là một mà. Con bị thái hóa ba đất với bị thoát bị đền với cái cuộc sống mà con đau nhất, con ngủ được cả năm rồi. Con đi xuống đấy 4 lần cha đặt tay chùa chờ lăn cho con thật bình này thưa cha. Hallelujah. Làm sao mà chị là người ngoại đạo mà chị biết chị đạo gì? Đạo Phật cha. Đạo Phật, chị có đi chùa bao giờ chưa? Con đi nhiều lần rồi cha. Đi nhiều lần rồi, về chị đến giáo điện thì mừng mấy lần? Con đến đây lần thứ năm là mình con xuống tạ ơn Chúa. Lần thứ năm mà xuống để tạ ơn Chúa. Rồi làm sao mà chị là người đạo Phật mà chị biết được giáo điểm thì mừng chị đến đây tới lần thứ năm? Dạ, có người hàng xóm đi rồi con theo họ, rồi sau con dần dần này con giới thiệu họ đi luôn ạ. Rồi sao con dẫn họ đi? Dạ. Đã. Người ta dẫn mình có đạo, dẫn mình không có đạo đi. Bây giờ bắt đầu mình quen rồi, mình là người không có đạo lại dẫn người có đạo đi, và thấy Chúa đang làm những cái chuyện rất là tuyệt vời. Và tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nhé. Máy đó là con cho họ mượn thì con chưa lấy về, bây giờ ai có cần cái máy này thì con tặng lại họ. Thôi thì việc chị tặng cho cái người mượn chị luôn đi. Dạ, con cảm ơn cha. Chị tặng cho người đó xong rồi chị giữ cái máy này được không? Dạ. Rồi thấy cứ thật thà đến mức độ như vậy. Là con có máy con cho người ta mượn rồi, vì con cha đưa con cái máy này, con hỏi là ai cần cái máy thì con nhượng lại. Trong khi mình thì người ta có máy, người ta đã mượn của mình rồi. Đó chính là thấy là cứ sống chung thật đi, cứ sống thật thà đi, có thua thiệt đâu mà sợ. Cứ bảo rằng thật thà thì thua thiệt, cứ nói là lươn lẹo thì lên lương. Lên lương, cứ lươn lẹo có lên lương không? Lươn lẹo chỉ có líu lưỡi. Lươn lẹo líu lưỡi là chứ làm gì mà lên lương, của đâu mà lên lương. Rồi đây cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi cảm ơn chị, mời chị về chỗ. Rồi cái ông này lên.